Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyến về dòng chim khứu. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, làm việc thật là hiệu quả và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác 5 em chim khứu bồi lỡ. 5 em này thì tất cả đều đã hót múa cực kỳ mạnh luôn rồi các bác ạ. Chim bên em Tài á thì tất cả chim trống thì phải em Tài thấy tận mắt nó hót chơi lên thì em Tài mới bán nhé. Và tất cả chim thì đã cảm cứng 100%. Em đang cho ăn hàng cảm nhà làm nhé, một hàng cảm cực kỳ ok để cho tất cả các bác về gọt những chiến binh của mình đấy. Tại vì em Tài là chuyến cái dòng chim khứu, cái đặc tính con chim khứu này á, nó không có giống như những dòng chim khác đâu. Nó hót hay cực kỳ, múa đẹp cực kỳ, nhưng mà có một cái là cái đường ruột của nó không có được tốt đâu. Cho nên nếu như mà mình cho ăn một cái loại cám nhiều đàm á, mà mình không biết cách làm không có chuẩn á, thì những chiến binh của mình rất chỉ là dễ bị đau bụng, dễ bị tiêu chảy nhé. Còn riêng cám của em Tài á thì cực kỳ nhiều đàm luôn, nhưng mà chim luôn luôn phấn khô, luôn luôn căng lửa đều quanh năm đấy các bác ạ. Tại vì em Tài có cho thêm một số thảo dược hỗ trợ tiêu hóa rất là tốt luôn đấy. Chim ăn vào này sẽ được hỗ trợ tiêu hóa hết luôn, thì nó sẽ không có bị tiêu chảy đâu. Tại vì những chiến binh mà ăn những cái hàng cám không có được ok á, thì ăn vào nó tiêu hóa không có hết, nó sẽ bị phấn sống, sẽ bị đau bụng nhé. Còn riêng cám bên em Tài á thì cực kỳ ok luôn, các bác chỉ cần đặt về trải nghiệm là biết liền. Chim không ăn nhiều đâu, tại vì cám rất chỉ là giao đàm, chỉ cần ăn một lượng rất chỉ là ít là nó đã đủ cho những chiến binh của mình chơi đều cả ngày, chơi đều quanh năm rồi nhé. Một bịch cám của em Tài nửa ký, lúc mà các bác cho chiến binh ăn á thì phải một tháng mới hết đấy, tại vì cám cực kỳ giao đàm luôn nên chim sẽ không ăn nhiều. Các bác chỉ cần đặt về trải nghiệm một lần thôi là các bác sẽ biết được cái chất lượng của sản phẩm như thế nào nhé. Các bác cùng đặt hàng về trải nghiệm ở trên Sài Gòn á, thì có rất là nhiều địa điểm em Tài đã phân phối về đó rồi nhé. Còn nếu như mà các bác ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc luôn. 1 kg là 120.000, lúc mà các bác lấy từ 2 kg á là em Tài sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác đấy. Các bác cùng đặt hàng về trải nghiệm nhé, các bác sẽ không bao giờ chê được đâu. Tại vì em Tài là chuyến với cái dòng chim khứu, đặc tính con chim khứu á thì phải biết thì lúc đó mới ok được nhé. Và bây giờ thì em Tài sẽ lên chim. Em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khứu mún mang mã số 4212. Con này thì bị lỗi ngựa các bác ạ. Chim mà các bác nhốt lồng á thì lâu lâu là em nó sẽ bị ngoại ngược nhé. Con này được cái hót hay mau mỏ cực kỳ luôn, nó hót suốt à. Bạn nào ở gần thì có thể ghé xem trực tiếp nhé, còn bạn nào ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bạn đấy. Con này mà bạn nào có á ví mà đem về mà thả á ví thì phải nói cực kỳ ngon luôn, tại vì cái lồi ngoại ngược á thì chỉ nhốt lông mới bì thôi, còn mà nếu như mình thả á ví thì nó không có bì gì đâu. Được cái hót hay mau mỏ mũ đuôi mũ cánh cực kỳ ạt nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông cho nên con này đang thay lông rất là nhiều luôn. Thay lông đầu, lông cổ, lông mình, lông đuôi thì nó đang thay cực kỳ mạnh nhá. Thay lông mạnh như vậy á, nhưng mà nó hót cái tốc độ thì không có thay đổi đâu. Con này mà căng lên đủ lửa các bạn dám sống cái lông nữa thì phải nói là nhức nách luôn các bác ạ. Tại vì đang thay lông như vậy mà nó đã chơi như vậy rồi á, thì lúc mà thái sông lóng căng lửa lên nó chơi càng ác nữa nhé. Con này thì chơi đuôi cánh cực kỳ mạnh, họ thái mau mỏ cực kỳ cho tất cả các bạn luôn nhé. Bạn nào bắt con này về chơi, bạn nào về chơi nghe hót hay là về thả vi thì phải nói là quá tuyệt vời luôn nhé. Chim thì chỉ bị ngoại ngược thôi, ngoài ra không có tật lỗi gì thêm đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bạn cái phí của con này là 1,3 triệu nhé. 1,3 triệu để cho tất cả các bạn về chơi nghe hót hoặc là về thả vi nhé. Con này thì cực kỳ ngon lành đấy. Bác nào mà có á ví thì lùm liền con này nhé. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Tiếp theo là một em khứu bạc mã mã số 4213.
Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng gần một tháng rồi các bác ạ. Và con này này, nó họt chất rồng rất chí là hay luôn. Họt bản đuôi mũ xòe cho tất cả các bác luôn nhé. Một chú chim rất chí là ok luôn đấy. Con này lúc mà họt lên, căng lên thì sợ nó mũ cực kỳ mạnh luôn. Và cái chất rồng của con này thì nhiều nhiều rồng hái cực kỳ cho tất cả các bác luôn đấy. Con này thì ngày xưa thời nuốt lông sát cho nên ở trên cái mũi có bị trầy nhá. Các bác phải về chăm thêm một thời gian ở đấy, phải chăm tầm khoảng vài tháng thì nó mới hết được đấy các bác ạ. Nhưng mà con này thì họt hái cực kỳ luôn, cái chất rồng của nó rất chỉ là phế cho tất cả các bác luôn. Mũ bàn đuôi sẽ có xòe và sẽ còn nhấp cánh lên nhẹ cho tất cả các bác nữa nhé. Một chú chim rất chỉ là ok để cho tất cả các bác về gọt lên chơi đấy. Bác nào mà có cái AV mà thả thì về con này cực kỳ nhanh lành luôn. Tại vì thả vĩ thì nó sẽ không có đồng chạm gì tới cái vết trầy đâu, cho nên sẽ rất chính là mau lành nhá. Hoặc nào mà chơi con này về nghe hót cũng cực kỳ ok luôn, tại vì con này hót rất chính là hay, hót đảo rồng rất chính là mau mỏ rồi nhá. Hoặc nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhá. Con này thì bộ trúng và không có tật lỗi gì đâu, nó chỉ bị trầy trên mũi thôi à. Con này em Tài giao lưu với tất cả các bác là 1,4 triệu để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa về gọt lên chơi nhé. Hoặc nào nhánh tay thì có thể tuyển con này về với đội của mình nhé. Một chú chim căng lên là mũ bản đuôi xòe cực kỳ đẹp đấy. Tiếp theo là một em khứu ố lơ non chuyên mang mã số 4214. Con này là dòng chim non chuyên vụ năm nay nhé. Chim được tầm khoảng 3-4 tháng, 4-5 tháng tuổi gì đấy các bác ạ. Con này thì nó giàn thối rồi luôn các bác. Ốm lòng nó cũng không có nhảy đâu, nó giàn cực kỳ luôn. Và về thì chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh một chút xíu là nó sẽ nổ âm âm luôn đấy. Con này lúc hót thì em Tài thấy nó mũ cực kỳ mạnh cho tất cả các bác luôn rồi nhé. Bác nào mà muốn dễ chơi này mà lại ứng cái dòng ô lơ này này thì hãy lùm ngay con này nhé. Tại vì cái dòng ô lơ nó chơi cực kỳ ác luôn các bác ạ. Bác nào mà đã chơi cái dòng ô lơ rồi á thì đã biết rồi nhé. Con này thì nó dễ chơi cực kỳ luôn, sách lòng ốm lòng được luôn đấy. Một dòng chim non chuyên cực kỳ dễ chơi luôn các bác ạ. Con này các bác bắt về nuôi một thời gian nó thái cái lông nó nở ra thì cái tượng tạ nó sẽ bự hơn rất là nhiều nhé. Tại vì cái dòng chim chuyên chim con thì nó nhìn như vậy thôi, nhưng mà lúc mà thái xong lông một cái nhìn đẹp tuyệt vời luôn các bác ạ. Với lại được cái máu mồm lè miệng cực kỳ luôn, nó cứ lai dai suốt. Cái chất dòng của con này thì cũng rất là nhiều dòng rồi đấy, về dưỡng thêm một thời gian nữa thì phải nói là nhức nách luôn. Con này thì về dễ chơi cực kỳ các bác ạ. Về dàn nó đúng đấy, nó dàn thối rồi luôn, ốm lông sách lông nó cũng không nhảy nhá. Bác nào mà ứng dòng ô lơ mà lại ứng cái dòng non chuyên nữa thì hãy lùm ngay con này. Em Tài báo hót mũ cực kỳ mạnh cho tất cả các bác nhé. Chim thì đang bắt đầu thay lông rồi đấy. Chim thì tượng tạ cao câu này, trường chim này, và không có tật lỗi gì đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí của con này là 1,5 triệu nhé. Bác nào muốn dễ chơi ứng cái dòng ô lơ thì bắt liền giúp em Tài nhé, tại vì con này nó chơi cực kỳ ác rồi đấy. Tiếp theo là một em khứu mún mang mã số 4215. Con này thì hôm bữa em Tài có lên video rồi các bác ạ. Và có bác kia đã chốt rồi nhé. Nhưng mà sau đó thì một ngày sau thì bác đổi ý, bác bắt con khác. Và hôm bữa thì con này có tới đâu 5-6 bác khác là có hỏi nhé. Nhưng mà khách chốt rồi thì em Tài đã bảo chốt rồi. Và qua một ngày thì em Tài không có nhớ là bác nào nữa. Tại vì em Tài một ngày nhiều lúc có tới cả hàng trăm cuộc gọi, cho nên là nó trôi mất cuộc gọi, không có bị cuộc gọi nào nữa các bác ạ. Bác nào mà xem lại được cái video này thì có thể liên hệ lại với em Tài chốt liền con này nhé. Tại vì con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn một tháng rồi, và chim đã tương đối tĩnh lòng rồi. Được cái nó hót mũ cực kỳ mạnh luôn. Và con này này, lúc mà em Tài trùm cái áo lại á, nó hót hay cực kỳ luôn, nó họt rất chính là máu mỏ rồi nhé. Con này các bác bắt về chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh tầm khoảng quá ngày hôm sau là em nó sẽ nổ lên á, thậm chí có thể một chút xíu nó nổ luôn cùng nến nhé. Tại vì chỗ em Tài nó đã chơi rất chính là mạnh rồi. Bạn nào ở gần thì có thể ghé xem nhé. Ghé xem mà mình ngồi xá thì vẫn thấy được em nó chơi rồi đấy các bác ạ. Tuy rằng là chim mới lên thấy người á thì nó vẫn chưa đủ tự tin, nó thật chơi được hết cái bản chất của nó. Nhưng mà lúc mà ngồi xa thì thấy nó đã chơi cực kỳ mạnh, hót mũ cực kỳ hay cho tất cả các bác luôn rồi nhé. Được cái con này cứ hót là mũ, cứ hót là sẽ mũ cho tất cả các bác nhé. Chim thì có bị trầy ở trên mũi dưới mép các bác ạ, nhưng không nhằm nhò gì đâu, một thời gian là nó sẽ hết liền đấy. Quan trọng nhất là cái tố chất của một chú chim. Con này thì đang vào mùa thay lông cho nên cái lông lá sẽ chứa được thật hoàn thiện. Các bác bắt về chăm thêm giúp em Tài nhé. Một chú chim bù khá
tượng tạ cao cầu trường chim dài đòn miên man luôn. Bác nào mà ứng dòng khử muốn thì có thể tham khảo con này nhé. Con này thì bồ khá và không có tật lỗi gì. Em tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí là 1.600.000 nhé. Chim báo hót mùa cực kỳ mạnh cho tất cả các bác luôn. Và con này cứ hót là mùa, cứ hót là sẽ mùa nhé. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em tài nhé. Và cuối cùng là một em khửu bạc mã mang mặt số 4216. Con này thì về chỗ em tài được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi các bác ạ. Con này thì hót mũ cực kỳ mạnh rồi nhé. Các bác chỉ cần về treo lên chỗ yên tĩnh vài hôm, nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ âm âm lên đấy. Tại vì con này em tài đã nuôi được một thời gian rồi, các bác bắt về thì cũng sẽ rất là dễ chăm và rất là dễ chơi nhé. Chim thì các bác có thấy không ạ? Con này có hai tách mã trắng phong lên to bự, mã trắng tròn vinh luôn các bác ạ. Với quả yếm đen đầm đầu mặt rất là dữ tợn nhé. Chim thì ở trên cái mũi có bị chây một chút ít, cái này về nuôi thời gian thì nó sẽ hết thôi. Con này đang vào mùa thay lông cho nên cái lông lá cũng sẽ chưa được thật hoàn thiện nhé. Cái lông đuôi đang thay và đang ra lại nữa. Được cái con này thì giữ chim cực kỳ luôn, lúc mà kè trọng mái vào á, nhiều lúc nó nhảy lên nó đòi mổ đòi cắn luôn đấy các bác ạ. Một chú chim cơ, hai tích mã trắng phong, cái đầu mặt nhìn ác chim thối rồi luôn nhé. Chim thì bồ khả và không có tật lỗi gì đâu. Được cái con này thì đã hót chơi cực kỳ mạnh rồi, cho nên các bác bắt về thì cũng sẽ rất là dễ chơi và cực kỳ máu hót máu chơi nhé. Chim hót thì em tài thấy nó mũ lên đuôi cực kỳ mạnh luôn rồi và có nhấp cạnh lên nhẹ cho tất cả các bạn này nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tài. Em tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí của con này là 1.700.000 thôi, để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa nhé. Bác nào nhanh tay tuyển con này về với đội của mình á thì có thể liên hệ em tài liền nhé. Hôm nay thì em tài lại tiếp tục lên được 5 con. Cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em tài nhé. Số điện thoại là 0974 193 391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khửu cũng như là hàng cám của bên em tài nhé. Bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.